Harper's Bazaar. Mỗi một giai đoạn cuộc chơi nó khác nhau. Nếu mà người chủ động trong cuộc chơi đó thì sẽ phải học luật chơi. Chơi thực sự. Năm rất là dài, đương nhiên là cái cảm giác lần này rất là khác. Về chính mình cũng đã khác rồi, càng lớn chúng ta càng học thêm nhiều thứ và chúng ta tự khám phá bản thân mình, có những góc khuất mà trước kia chúng ta chưa tìm thấy. Cái chặng đường đi qua của mình với Rap and Roll ấy, nó đánh dấu một cái bước ngoặt rất lớn, là mình vừa mới tham gia vào một cái hoạt động rất là quan trọng ở Mumbai, Ấn Độ, và mình là một trong 15 người được lựa chọn vào trong cái tổ chức mà do EY tài trợ. Mình nghĩ rằng là mỗi chúng ta đều có một cái khởi điểm giống y xì nhau. Điều quan trọng là chúng ta hiểu chính mình, hiểu rằng là cái lựa chọn nào và cái cơ hội nào là cơ hội cho bản thân mình. Chúng ta phải biết chọn cuộc chơi cho chính mình. Cuộc sống nó cũng không phức tạp quá như mình tưởng. Nó chỉ là những cái chặng đi, và những chặng đi đó thì cần những cái chuẩn bị cho từng cái bước đường mà mình đi thôi. Harper's Bazaar.